Phớt qua đây là kỳ vậy ta. Trời, không lẽ tháng 7 linh vậy sao trời. Nhà có một cái tivi. Còn cái này à, làm cái gì? Cô là ai vậy? Sao cô trong nhà tôi? Tôi chỉ muốn hỏi là ở đây có phải là nhà của bà Mắm không? Có thể bước lên đây nói chuyện với nhau được không? Cô phải ăn trộm không? Cô xách vở đi đâu? À, không phải, nó xách rồi. Ừ, tôi tin cô. Vậy đây là nhà bà Mắm đúng không? Đúng rồi. Vậy là em tin em. Mắm nêm, thịt luộc, có bánh tráng chấm nêm rất là ngon, đúng không? Cho cô một phần đi. Quán nhà tôi có phải bán bún đậu mắm tôm không? Mọi gì chấm mắm nêm, không, tôm, luôn chơi vậy? Lộn, nhưng mà đây có phải là nhà bà Mắm không? Đúng. Vậy là em tin em. Ờ. Vậy là mắm nêm. Vậy là đúng em rồi, nêm ơi. Nhớ quá đi à, đi đâu giờ hả? À, em cũng nhớ con. Cô là ai, đi đâu vô đây? Trời ơi, cái thằng này không có nhận ra ai hết trơn à. Cô nè. Cô nào? Gia sư. Có gia sư luôn. Ờ. À, nào sao không biết? Trời ơi, mẹ mới nước. À, giờ biết rồi. Ủa mà cô dạy gì? À, cô sẽ dạy cho em đủ các thứ, các môn hết á. Cầm kỳ thi họa cái gì cô cũng dạy hết. Mà cầm kỳ thi họa là học cái gì? Cầm á, thì cô sẽ dạy cho em cách cầm nắm. Còn kỳ á thì cô sẽ dùng kỳ cỏ, kỳ hòm đó. À, còn à, cầm kỳ thi á thì cô sẽ bao đậu cho em tất cả các cuộc thi. Tới quả thì... Quả là em làm cái gì mà mang quả là cô lãnh luôn? Không, em cái này là tự em lãnh nha, chứ cô không có lãnh cái đó nha. Còn quả là cô sẽ dạy cho em cách vẽ tranh. Vẽ tranh nữa? Ừ. Ờ, được, em thích vẽ. Mà em thích vẽ gì? Chân dung á. Chân dung, cô như vậy em cách vẽ chân dung. Vậy hả? Là vẽ chân của con dung á. Gì vậy? Cô dạy em liền đi. Rồi bây giờ lấy cho cô cái giá trên ra đây. Cái giá? Ừ, lấy ra đây. Đây, cái giá. Giỏi, rồi lấy cho cô bức tranh. Lẹ tay lẹ chân lên em, con trai mà. Mạnh mẽ lên nha. Sao cô gấp dư cô? Đặt lên đây cho cô. Rồi, lấy tranh xong rồi thì mình phải đi lấy bút viết vẽ nha, nhanh lên. Bút viết rồi. Lẹ lên giùm cô đi, cô đang gấp lắm. Cô ơi, mà bút viết là mình lấy bút nào giờ? Bút vẽ đó. Bút nào chả vẽ? Trời đất ơi. Bút mực hay bút chì? Bút lông nha. À, cái gì cô vẽ bút lông hả? Ừ, nhanh lên cho cô, nhanh lên, cô đang gấp lắm. Cái gì vậy, bút lông này sao vẽ? Thì cô nói bút lông. Bút cỏ lông nha, cỏ mà bằng lông. À, nhanh lên nè. Lẹ. Rồi lấy màu cho cô lẹ đi. Màu hả? Nè, cầm cái này đi. Rồi đưa đây. Rồi ra kia đứng, nhanh lên. Rồi đứng đó, làm dáng đi. Tạo dáng. Lẹ lên. Dáng đó đứng lâu lâu chút nha. Rồi đổi dáng. Cô ơi, vẽ đâu phải chụp hình đâu mà xong đổi dáng vậy cô? Cứ đổi dáng liên tục cho cô. Rồi xong. Nhanh vậy? Rồi cô chăm coi đi. À chưa, không được. Đứng đó cho cô, nhanh lên. Cô là một bậc thiên tài về ngành vẽ, cho nên là muốn xem tác phẩm của cô thì không có thể đơn giản như vậy được đâu. Phải có một cái gì đó làm cho cô vui thì cô mới cho coi được, đúng không? À, mà khoan đã. Nhà cửa gì mà bừa bộn quá vậy nè. Tại sao vậy, con trai con đứa gì mà ở nhà không có dọn dẹp hết trơn vậy nè. Trời đất ơi, cái gì mà nhà mà bừa bộn. Ủa, nhà gì bừa bộn vậy cô? Hả? Nhà mà bừa bộn quá vậy nè. Sẵn đây thì cô sẽ chỉ cho em cách làm kệ để đồ bằng hộp giấy. Rồi có để được hết đồ nhà em lên không? Tất nhiên là được hết rồi. Vậy hả, vậy cô chỉ đi. Ôi, cái này là cái kệ hả? Ừ. Để làm gì cô? Để đựng đồ. Thôi đồ nhà em, cô nghĩ đi. Bên lớn gì sao cô để vô cái kệ đó được? Ủa, cô đâu có nói là cô làm cái kệ để đựng đồ lớn đâu.
Cô nói là cô làm cả để đựng những cái vật nhỏ nhỏ dễ thương thôi, như là cái hũ đựng màu hay là cái ví hay là cái gì đó dễ thương thôi. Cái hũ đựng màu nó có cái hộp đựng màu rồi. Thì bỏ lên đây cho nó đẹp, xem khó khăn quá hả? Cô chỉ cho em mà xem, không có lời cảm ơn cô thì hơi buồn. Em cảm ơn cô, em tại không biết cái này giờ làm gì giờ. Treo lên là đựng đồ cho nó đẹp chứ làm gì giờ. À cô, cái này mình để mình hụt pizza cô, cái mình để mình bỏ đi vô. Nhưng mà đêm à, cô có một món quà muốn tặng cho em. Đó là một bức họa hôm nay cô đã họa mặt em. Thật sự thì bức tranh của cô, họa sĩ nổi tiếng Beethoven còn phải ngưỡng mộ. Ủa gì Beethoven cô? Sao? Picasso mà. Lộn, Picasso, trời ơi, cô nói lộn, cô đang rối mà cô lộn. Muốn nhìn đâu? Muốn, em muốn nhìn cái sao bức tranh kìa. Nè, 1, 2, 3. Em đó, dễ thương không? Hết hồn. Hết hồn chưa? Ủa, cô vẽ tranh chiều tượng hả? Đã, đúng rồi. Bức tranh của cô là phải chiều tượng, phải tưởng tượng và phải suy nghĩ thật là lâu thì mới hiểu ra được là cô vẽ cái gì. Sao em tới ba cái chân như vậy cô? Cái này không phải là cái chân. Chứ là cái gì? Cái này là cái trang phục của em thôi. Hỗ trợ thêm thôi. Trang phục gì lòng thòng quá vậy? Trời ơi, cái này gọi là tranh chiều tượng mà em phải tưởng tượng đi nha. Được không? Vậy thì hôm nay bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau. Đúng rồi, nhà bà mắm đây nè. À, chị, em là Nêm đúng không? Nhà bán mắm Nêm. À, xin lỗi.